Anh em ơi, mình đã cho anh ấy đánh máy lên chỗ khô để xem này, máy máy nó chảy nhớt ở chỗ này em. Sao nào? Máy này là chạy nhất ở chỗ này anh ạ. Đây à? Vâng, chạy nhất ở chỗ này, không À. biết là nó bị sâu đây. Không biết nó bị Vâng. sao à? Rồi rồi rồi. Cả hai bên à? Cả hai bên. Nó bên bên này cũng chảy à? Vâng. Bên này cũng chảy. Ồ. Cái này tôi hỏng phớt rồi. Cái này phải thay phớt em ạ. Thế Cái đấy này ạ. phải ừ cái này phải thay phớt nhá. Vâng. Giờ mình sẽ xả cái con ốc này này thử nào. À, cái này mình vặn trước rồi à? Còn nhớt không hay là hết rồi? Ui sổ nhớt đen xì như này anh em ơi. Ôi hết. Đây còn không được 1 lít anh em ạ. Nhớ mấy đâu ba? Nhớ mấy đâu Ồ, rồi rồi. Bố bảo là vào số nó hơi cứng các bạn ạ. Đấy nhớt như thế thì làm sao mà nó trơn được anh em ạ. Nước nó đen xì. Đấy trường hợp này nó cạn nhớt này, vào số nó sẽ bị, nó không được trơn tru là nó sẽ bị hơi cứng khi mình gạt số này anh em này. Đấy các bạn phải thay số. Này như thế này nó hơi bị cứng đấy đấy. Khó vào đấy anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là thay phớt này nhá. Nhưng mà đợi cho nó nhớt ở trong nó ra hết đã. thải vào Cho trong nhất hộp số. cho nhất thải vào trong hộp số ở chết. Thảo nào ấy. Hộp số của máy này phải thay dầu cầu là mới đúng. Đây là thay nhớt thải xe máy vào thì chịu rồi. Rồi, bây giờ các bạn rút bánh đồng ra nhá. Rồi, bây giờ các bạn hãy dùng cà lê 13 hoặc là khẩu 13 hoặc là T13 nhá. Bây giờ cậu tháo ra. Đây anh em này, phớt nó hỏng hết rồi này. Rồi, đớt cát rồi này. Đây, mép này nó bằng hết rồi. Rồi, bây giờ các bạn đóng ra nhá. Để đóng cái phớt này ra ấy cũng dễ thôi các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy đặt một cái đoạn gỗ bé như này lên nhá. Đấy, bây giờ các bạn đặt như thế này. Đấy, đặt cân vào. Rồi các bạn dùng tua vít dẹp đi nhá. Các bạn vào chọc vào những khe đấy. Có máy thì họ đóng khít quá. Nhưng mà cái này thì nó dơ rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn chọc vào như này nhá. Đấy nó phải có gờ cao lên như này này. Đấy còn cái này phớt cũ nó phẳng hết rồi này. Đấy phớt mới nó phải có mép cao như thế này nó mới bịt kín nhớt được ạ. Phớt này phớt là 50 70 12. Đây, phớt cũ là 50 70 12. Bây giờ các bạn thay vào nhá. Giờ các bạn hãy vệ sinh lau sạch sẽ hết. Rồi trước khi đóng phớt mới vào các bạn hãy tra một ít nhớt vào trong lòng này nhá các bạn ạ, cho nó trơn. Rồi bây giờ các bạn đóng phớt mới vào nhá. Các bạn đừng có đóng ngược như thế này, đóng ngược như thế này là sai nhá. Đấy. Các bạn có thể dùng tô vít nhưng mà đừng có dùng tô vít nhọn nhá. Dùng tô vít tù như thế này này. Nó để nó vừa cái rãnh phớt này này. Các bạn đóng cân xuống nhá. Là nó sẽ xuống được. Các bạn nhìn mình đóng nhá. Dễ rồi các bạn. Rồi tiếp cái thứ hai.
Rồi, vậy là xong các bạn ạ. Đấy, như thế này là chuẩn nha. Rồi bây giờ các bạn vệ sinh sạch sẽ nhá. Các bạn đồng thời các bạn kiểm tra trục này luôn, các bạn dùng tay miết thử xem là nó có gờ sâu không. Đấy, tương đối các bạn ạ, chưa có gờ sâu đâu. Nhưng mà có gờ sâu thì các bạn có thay phớt mới vào nó vẫn ra nhá. Đồng thời kiểm tra lắc bi thử xem nào. Bi vẫn còn chặt không sao. Rồi bây giờ các bạn vệ sinh sạch sẽ là lắp vào được nhá. Đấy, phải nhớt sạch nữa nhá. Bôi cho nó trơn. Rồi các bạn ấn nhẹ nhàng vào. Các lỗ ốc này phải ngắm thẳng nha. Bây giờ các bạn vặn ốc vào thôi. Rồi, như thế này là xong các bạn ạ. Đấy, bây giờ coi như là xong một bên. Bây giờ mình sẽ cho bánh đồng vào. Lại thay bên kia nữa. Đúng rồi, đấy chốt vào. Rồi, đấy như thế như vậy là được rồi. Bây giờ hạ máy xuống đi, hạ máy xuống chuyển sang bên kia. Rồi đấy rút ra. Đấy anh em này, bên này cũng vậy này. Đấy bây giờ tiếp tục, các bạn lại dùng tô mít vào, chọc vào những khe này này. Đấy, một số máy thì họ đóng chặt quá anh em ạ. Chặt thì các bạn cứ đóng từ từ bình tĩnh là khác ra nhé. Nếu mà ra khó thì các bạn đóng cả cân cả hai bên này nó khác ra mà. Tiếp cái thứ hai. Nếu mà các bạn tháo lần đầu tiên ấy, các bạn tháo ra rồi mà quên không biết lắp cái phớt này đi chiều nào. Trước là mình đi tháo là thấy một số anh lắp ngược như thế này anh em ạ. Bởi vì họ quên ấy. Đấy, lắp ngược thế này rất là nhanh hỏng mà nó không bịt kín được nhớt các bạn ạ. Đấy, các bạn phải luôn hướng vào trong như này nhá. Đấy, là nó sẽ bịt kín được. Rồi, vậy là xong. Không được đâu. Các bạn để ý này, những là lắp cái thay phớt này này. Nếu mà rong ở chỗ này của bạn ví dụ mình tháo nhá, nó mẻ rách ra thì các bạn cũng phải thay rong mới hoặc là cắt một cái tấm bìa gì giống như rong này vào. Nếu mà ví dụ rong nó rách ở phần này ra mà ở phần trên này vẫn còn là mình cố vặn vào là mình vặn ốc bên này chặt thì nó sẽ mẻ, nó gáy ở đây luôn ấy. Các bạn phải lưu ý nhá. Nếu mà rong nguyên vẹn thì không sao. Đây bây giờ phần đổ nhớt này. Đây là dầu cầu nhá anh em nhá. Các bạn đổ 5 lít là máy cày 61 này.
Đi có lọc túa mà. Đấy. Đổ từ từ. Đấy, dầu cầu nó phải xanh như thế này này anh em này. Đấy mới là chuẩn nhá. Còn như vừa nãy các anh ấy kể là họ cho nhớt thải vào. Thế thì may mà không hỏng máy đấy. Rồi, bây giờ mình đã hướng dẫn các bạn thay phớt trục bánh đồng của máy cày xoay mốt này xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.